Xin chào chị và các bạn, tôi Tuấn Ngọc đây. Hôm nay Tuấn Ngọc rất là vui vì đứng tại đây chính là cầu Long Đại. Và cầu Long Đại thì ngày hôm nay chính thức khai trương. Và đối với Tuấn Ngọc là một người sinh sống và làm việc tại dự án Vinhome Grand Park hay là tại đảo Ngọc Long Phước, thì cái cây cầu Long Đại này nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì Tuấn Ngọc sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn những cái thông tin về cầu Long Đại khai trương và những cái bất động sản xung quanh đây. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video này thấy cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tuấn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tuấn Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Đối với quan điểm đầu tư của Tuấn Ngọc, cái giá thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Và chúng ta sẽ hiểu rằng sau cái cuộc họp của Fed ngày 13 tháng 12 vừa rồi, thì gọi là sáng ngày 14 ấy, thì chúng ta đã biết được và đã là những cái thông tin xác nhận lại những cái dự báo và cái tín hiệu lần này chủ tịch Fed đưa ra khá là lạc quan. Thay vì 2024 có 2 lần hạ lãi suất thì nó sẽ là 3 lần. Và cái lộ trình hạ lãi suất cũng như những cái luận điểm của vị chủ tịch đợt này thì nó sẽ bớt diều hâu và nó khá là bồ câu. Và trên mạng có chế những cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Đợt này thì chủ tịch của Fed khá là đẹp trai. Và cái câu chuyện này thì nó sẽ giúp cho những cái nhà đầu tư bất động sản như chúng ta sẽ dễ thở hơn đối với năm 2024. Như Tuấn Ngọc hay chia sẻ thì đối với 2023 thì đôi khi cắt lỗ còn không người mua, nhưng đối với 2024 thì cắt lỗ sẽ có người mua. Thì đấy là một trong những cái tín hiệu rất là vui. Và đương nhiên thì đối với những cái giai đoạn như thế này, những cái nhà mà buộc phải bán bất động sản thì không có vui vẻ gì. Tại vì mình rơi vào cái trạng thái buộc phải bán thì có nghĩa là cái kiến thức về đầu tư bất động sản, kiến thức về quản lý vốn cũng như những cái kiến thức về vĩ mô cũng không có được trang bị đầy đủ, dẫn đến là mình sẽ bị vướng vào những cái vòng xoáy về đầu tư và vướng vào hoặc là FOMO cho thị trường, dẫn đến là bây giờ mình bị mắc kẹt, hay là những cái câu chuyện như rất là nhiều anh chị bảo là chết trên đống tài sản. Thì mình quay lại cái chủ đề thì như Tuấn Ngọc nói, thì đối với ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì yếu tố thiên thời nó chiếm tới 60%. Có nghĩa là yếu tố vĩ mô nó ảnh hưởng đến 60% về cái giá của bất động sản. Tiếp theo đó là yếu tố về câu chuyện. Như câu chuyện là sao? Câu chuyện là từ đất cây cao su chuyển thành khu công nghiệp. Câu chuyện là ngày xưa không có cầu đi qua hai bên thì bây giờ có cầu đi qua hai bên. Ví dụ như cái mặt tiền đường Long Phước nối dài đây. Đấy. Thì của dự án Driver thì họ bán từ 300 triệu đến 500 triệu một mét vuông. Tuy nhiên những cái mặt tiền của đường Long Phước tại vị trí cách chân cầu 50 đến 100 mét thì hiện tại họ bán trên dưới 20 triệu một mét vuông. Thì với cái nguyên tắc bình đẳng nhau thì Tuấn Ngọc tin rằng những cái bất động sản tại đường Long Phước nó sẽ được hưởng lợi ở trong cái câu chuyện cầu Long Đại khai trương. Và đây là những cái hình ảnh cầu Long Đại đang được khai trương tại đây. Thì đối với lại cái câu chuyện mà cầu Long Đại khai trương ấy, thì Tuấn Ngọc tin rằng những cái bất động sản được hưởng lợi nhiều nhất thì chính là cái bất động sản ở trên mặt tiền Long Phước. Và những cái bất động sản nó đang có vùng giá dưới 20 triệu một mét vuông thì đó là những cái bất động sản nó có một điểm vào rất là tốt. Và đây nó là những cái quan điểm cá nhân của Tuấn Ngọc. Và Tuấn Ngọc biết rằng đối với những cái thời điểm này thì anh chị và các bạn đi đầu tư thì cũng phải dựa vào những yếu tố như thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhân hòa ở đây là anh chị và các bạn phải kiếm được những cái đơn vị tư vấn, cố vấn cho anh chị để có được những cái thông tin chuẩn, chính xác giúp cho cái quá trình đầu tư của anh chị trở nên thành công hơn. Tuấn Ngọc chúc cho quý anh chị và các bạn đang xem video đây có những kết quả đầu tư thành công trong năm 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn thấy những cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc là anh chị và các bạn có quan tâm đến những cái bất động sản tại thành phố Thủ Đức, đặc biệt là tại dự án Vinhome Grand Park hay là tại đảo Ngọc Long Phước, thì hãy liên hệ cho Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc sẽ tư vấn, cố vấn, hỗ trợ anh chị và các bạn để anh chị và các bạn có được những cái kết quả đầu tư thành công hơn. Tuấn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.